Xin chào, mình đã trở lại đây. Ở tập trước thì mình có cái tay lạ mặt nhờ mình thể hiện trình độ đi xe măng tơ đó. Bây giờ thì nó quyết định gặp mặt mình. Mình sẽ đến gặp nó. Hi Jack. Jack cao. Hey Carl. Hey, what the fuck, man? Hey, mày là thằng nào vậy? Hey Torino, I told you my bad, man. What the hell can I say? I screwed you up. Calm down, kid. Just go ahead and kill me then. Calm down. Man, you ain't nothing but a fucking drug dealer anyway, Torino. Shut up and sit down. Ngồi xuống ngay. You think I'm a drug dealer? You think you're a crusader for good? Do you have any idea what's going on? Any idea whatsoever? Thằng Torino. Do you? Nó chưa chết. Nah, I pay as little attention to things as possible. Do not be a fucking smartass with me. Đừng mà chơi tao. Ta làm việc cho những đặc vụ, đó là những đặc người rất là quan trọng. Vậy thằng này không phải là mafia, thằng này là đặc vụ. Ha. Câu chuyện có vẻ rắc rối rồi đây. Mình suy nghĩ hụt thằng này. Nó đã phát chết. Mình tiếp tục nó giết, mình giết nó được. Government agency. Kids like you. You expect heroes. Mày thật sự là anh hùng đấy. À. We're fighting a war out there. Chúng ta chiến đấu. I'll be a hero. Chiến ngoài kia. And what do we have? Communism in Ohio. Sẽ làm anh hùng là ta sẽ thua cuộc. Nobody buying stuff. Nghĩa là thằng này nó rất đề cao mình. Một tay gọi là gì nhỉ? Không chính thức nhưng mà lại làm được tốt. Có thể hắn không muốn tay bị nhúng chàm. Nhưng dù sao hắn nghĩ có lẽ hắn là người tốt. I need you to commandeer a truck. A rival agency with a confused social agenda. They got things that we need. Now this is a two-man job. Đây là một cái nghề hai mặt đấy. Mày sẽ cần thêm bạn. Một việc hai người. Use your sister's boyfriend, but don't tell him. Sử dụng bạn trai của chị gái mày đi. Hãy nhớ. Tao sẽ theo sát mày. Ồ. Vậy là nhiệm vụ này mình sẽ phải làm với Caesar. Hắn yêu cầu mình làm cùng với một người bạn. Chúng ta phải tự đánh cắp hay là hành động gì trong cái xe tải nào đó ấy. Man, you losing it, Holmes. You phoned me a half hour ago. I did? I mean, oh yeah, I did. Sorry, man, I got a whole lot on my mind. Cái thằng Torino nó gọi điện cho cái thằng Caesar này nửa tiếng trước rồi. Mạo danh của mình, Caesar tưởng mình gọi. Đúng là người bạn tốt, đến nhanh thế biết. Địa điểm ở đâu đây? Bên trái, à trên cái cầu. Đi thẳng đường này là đến. Ok, sẽ lên đường cao tốc. Tại sao phải hai người cơ? À, chắc định nhiệm vụ bắn nhau đây. Kế hoạch là gì? Tao sẽ ở phía một phía và mày nhảy lên. Ôi rồi. Sao cậu không nói được đó trong điện thoại? Trước khi lâm chung còn nói là tôi yêu cô đấy, yêu chị của mình ấy. Được rồi. Ui, cái thằng xe tải nó đi như một thằng ăn cắp. Làm gì đây? Ở phía bên trái. À, bộ hả? Caesar sẽ nhảy lên cửa xe ô tô này. Nhảy lên đi. Xong. Làm gì vậy? Xong chưa? Wow. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Mẹ như xem phim ấy. Đây, giờ mình lên cái xe tải này. Lái về. À, ra mình ngay bên kia. Không sao lắm đâu. Oh shit. Nhưng mà đường hơi bị vòng vo đấy nha. Từ tính đường nữa. Đây, dạ phải. Đi sao cho nó thẳng cho có thể cái xe này hay bị đứt lắm. Bứt ra thì mệt ấy. Ui dồi, tí nữa thì toài. Ok. Đừng cãi vì hôm nay đầy nước. Cõi bay em là nhiều là ăn cước.
Xong, hoàn thành nhiệm vụ. Chóng vánh. Hy vọng sau cái nhiệm vụ này mình có đủ tiền để mua cái cửa hàng ô tô để làm nhiệm vụ của xe ra giao. Trời, cái gara bé mà cho cả cái xe vào được. Kỳ diệu vậy trời. 51.000 vừa khít nha. Ok, mình sẽ được dừng video tại đây. Các bạn đừng quên like và subscribe mình nhé. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Mình sẽ làm cái nhiệm vụ của xe ra ở ngay chỗ kia kìa, cái cửa hàng ô tô. Ok, bye bye.